Thưa sư, làm sao để chuyển nghiệp người lạc vô nhân? Và câu này cũng xin mời Đại Đức Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, ở đây cái từ gọi là chuyển nghiệp á, thì sư mở rộng hơn nha, mở rộng hơn không phải người lạc quân nhân mà thậm chí đối với những cái hạng người khác luôn, thậm chí là người, tại vì lạc quân nhân á, thuộc nhóm người vô nhân, mà nhóm người vô nhân thì có hai nhóm, đó là lạc vô nhân với người khổ, rồi lại người nhị nhân, người tam nhân. Thật sự cái vấn đề mà chuyển nghiệp này nè, tụ chung luôn chứ không phải riêng người lạc quân nhân, làm sao đi chuyển nghiệp được. Thưa quý vị, để nó rốt ráo cái việc chuyển nghiệp á, đầu tiên á, cái người đó phải có chánh kiến rồi đó. Chánh kiến thì mới chuyển nghiệp được, không có chánh kiến thì dù làm bất cứ vị cái gì, quý vị làm phước nghiệp thiện đúng không, quý vị có lên tới cho bằng làm vua của cõi trời dục giới đó, ở cõi tham hóa tự tại, quý vị có làm đại phạm thiên, quý vị có làm phạm thiên của phi phi tưởng xứ, bởi vì không có chánh kiến thì không thể nào chuyển nghiệp được. Cho nên là để nói này, để chuyển nghiệp được á, thì đầu tiên nó phải có chánh kiến rồi đó, rồi thì mới tính tiếp những cái vấn đề sau đây nha, tính tiếp đề sau đây. Ở đây á, thì hỏi là người lạc vô nhân, thì người lạc vô nhân á, là người thế nào, và người lạc vô nhân này ở đâu, xuất hiện ở đâu, ở trong tam giới. Thưa quý vị, người lạc vô nhân á, thì có trong ba cõi, hiện hữu trong ba cõi, tức là cõi người, cõi tứ đại thiên vương và cõi vô tưởng. Thì sư riêng cõi người và cõi tứ đại thiên vương này nè, sư sẽ phân tích sau để cho quý vị, tại vì nói về cõi người với đại thiên, cõi tứ đại thiên vương này rất là phức tạp, cho nên sư sẽ nói về cái hạng mà người lạc vô nhân ở trong cõi vô tưởng này là có thể chuyển nghiệp hay không, để cho quý vị hiểu rõ trước nha. Cái phạm thiên á, cái người mà ở cõi vô tưởng này nè, còn gọi là phạm thiên vô tưởng, thưa quý vị, là họ tái sanh bằng sắc pháp, cho nên là khi mà làm phạm thiên á, cõi vô tưởng á, là giống như bức tượng vậy, họ có cái sắc không à, nghĩa là có cái thân gì không à, giống như bức tượng đồng vậy đó, chứ không có tâm gì hết. Cho nên nếu mà lỡ rơi vào gọi là cái hạng mà phạm thiên vô tưởng này nè, còn gọi là người lạc vô nhân cõi vô tưởng này nè, thì xin thưa quý vị là cái gọi là cơ hội mà chuyển nghiệp á, là không có, hoàn toàn không có nè. Với lại cái cõi vô tưởng nữa là phạm thiên ở đây có tuổi thọ là 500 đại kiếp, mà 500 đại kiếp này rất là lâu, thưa quý vị. Cho nên là đầu tiên loại trừ ha, sẽ loại trừ từ từ để cho quý vị hiểu là cái hạng người lạc vô nhân nào có thể chuyển nghiệp được và cái hạng vô nhân nào mà không thể chuyển nghiệp được. Thì khi mà nói lạc vô nhân á, là có bao nhiêu hạng người, thì xin thưa quý vị là có 11 hạng người gọi là lạc vô nhân, tức là bao gồm gì. Thứ nhất là người mù bẩm sinh, ở đây chúng ta sẽ phân tích khía cạnh mà gọi là người thứ nhất. Nếu người mù bẩm sinh, mà có tuy bị mù nhưng mà có tai nghe, có miệng nói được, thì cái tai có thể nghe pháp, cái miệng có thể nói và có chánh kiến nha, sự nhấn mạnh là có chánh kiến đi kèm, thì người này á, ngay trong hiện tại nếu tu tập á, mà thuần thục tu tập á, thì những kiếp sau sẽ chuyển nghiệp được. Thế nên chuyển nghiệp tốt hơn có thể là làm cái người mà đầy đủ các căn, hay là thậm chí là nếu mà làm phước nhiều á, thì có thể làm chư thiên đó, chư thiên có chánh kiến hay là người có chánh kiến thì gọi là chuyển nghiệp đó. Tại vì á, nếu một cái người mà thậm chí tôi xin nói rồi, cho nó nhấn mạnh như vậy rồi, chuyển nghiệp nhưng mà quý vị không có chánh kiến á, cho dù quý vị làm những cái hạng mà giống như nãy xin nói đó, là vua trời đế thích, hay là vua trời có dục giới, hay là phạm thiên mới bị tà kiến, thì quý vị chỉ một hữu thời gian à, rồi cũng hết tuổi thọ, cũng quay về những cõi dưới. Cho nên trường hợp đó không gọi là chuyển nghiệp nha. Chuyển nghiệp ở đây theo tinh thần cái điển Pali phải là người có chánh kiến về nhân và quả, về hiểu biết về tứ đế, đó như vậy mới là chuyển nghiệp. Còn hạng người thứ hai á, đó là người điếc bẩm sinh, thì người điếc bẩm sinh này cũng tương tự như vậy. Nếu mà mình điếc, tuy mình điếc nhưng mà mình
nhìn thấy, mình nhìn thấy, mình học pháp đó, mình hiểu chứng kiến, thì mình đi thực hành đó, thực hành theo lời Phật dạy thì cũng có khả năng, gọi là có khả năng đó, mình những kiếp tới kế tiếp đó, mình chuyển nghiệp được. Rồi kế tiếp, người không có thần kinh mũi bẩm sinh thì người hạng người này cũng có thể, đạo sư là cũng có thể là chuyển nghiệp được. Rồi người đừng động bẩm sinh là hạng thứ tư. Thưa quý vị, riêng mà người hạng người thứ tư mà đừng động bẩm sinh này nè, theo suy nghĩ nha, đừng động mà ở dưới mức độ nặng á, không nhận thức được á, là đâu là Phật dạy, đâu là nhân, đâu là quả, thì xin thưa cái hạng người này là cho dù chúng ta có nhét vô kinh điển, nhét vô đâu là nhân quả, thì họ cũng không thể nào mà tiếp thu, không có thể thay đổi được, không thể chuyển nghiệp được. Cho nên mà lỡ xui vô cái hạng lạc vô nhân mà hạng thứ tư này nè, đồng bấm sinh này nè, đó, coi như cũng bó tay luôn. Người câm bấm sinh thì cũng tương tự như cái những cái hạng trên, có nghĩa là như người mù đó, tuy là câm nhưng có thể thấy, có thể học được thì cũng được. Người điên bấm sinh này cũng có nhiều mức độ, mà ở đây xin nói mức độ nặng đi, mức độ nhẹ nặng đi, cũng như là cái người mà đồng bấm sinh đó, không có nhận thức được đâu là Phật dạy, đâu là nhân, đâu là quả, hay đâu đâu là giáo lý tứ đế, thì cũng thua luôn, cái hạng này cũng không được nha. Rồi bảy là hạng người vô tính, tức là người không có bộ phận căn nam và căn nữ đó, thì hạng người cũng có thể nha, hạng người có thể là nếu mà học và hành theo lời Phật dạy, có chánh kiến thì cũng có thể được. Hạng người lưỡng tính, tức là người không có bộ phận đó, có không có cái căn đó, thì hạng người cũng được, tại vì tuy là họ bị như vậy, nhưng mà cái mắt của họ, cái miệng của họ, tai họ, thì họ có thể nghe lãnh hội giáo pháp, có chánh kiến thì vẫn được. Và thứ chín là ở đây đề cập là hạng người trung tính, thì hạng người có tương tự như trên luôn thì cũng vẫn được. Còn hạng người thứ 10 là hạng cà lâm bẩm sinh, cà lâm bẩm sinh thì cũng được, thưa quý vị, thì bị cà lâm thôi. Rồi hạng thứ 11 đó là người phi hảo lạc, Atula, thì hạng này cũng có thể được luôn, nếu mà Atula mà có chánh kiến và học và hành theo lời Phật dạy thì cũng có thể chuyển nghiệp. Nếu mà trong kiếp hiện tại vun bồi thiện nghiệp thì những kiếp sau cái đời sống nó sẽ được sanh làm người đầy đủ các căn, hay là sanh làm chư thiên đó, thì mình cũng thể thay đổi được đó. Cho nên là tại sao mà cái câu hỏi này sư phải tuy là nó ngắn nhưng mà sư phải phân tích rồi, bởi vì cái độ phức tạp, thưa quý vị, tại vì nếu mà nói mà không có phân tích ra mà sư vội vàng kết luận á, là người lạc vô nhân á, mà có thể nha, gọi là có thể chuyển nghiệp được á, thì cái điều đó nó không có đầy đủ, nó không đúng với tinh thần là Phật dạy. Vốn dĩ là ngay cả trong 11 hạng người có một số hạng người đã không thể nào chuyển nghiệp được, thưa quý vị. Rồi giống như là Phạm Thiên Vô Tưởng đó, thì biết đó, những người đó không thay đổi được, và cũng có những hạng người thay đổi được. Cho nên câu hỏi này tuy là ngắn nhưng mà cái độ phức tạp, cho nên là sư phải phân tích từng cái chi tiết cho quý vị hiểu rõ về, tuy là lạc quân nhân nhưng mà lạc, có những lạc quân nhân, những người lạc quân nhân mà chuyển nghiệp được nhờ nghe, nhờ thấy, nhờ lãnh hội được giáo pháp của Thế Tôn, có chánh kiến, thì người đó chuyển nghiệp được. Còn những cái hạng, còn ngoài ra có những cái hạng thì họ không thể nào mà hiểu được là Phật dạy là gì, hiểu được nhân được quả, không lãnh hội được, thì hạng đó là không thể nào chuyển nghiệp được. Để xin kết thúc phần trả lời hỏi này. Thưa quý vị, sư thì có một vài ý kiến nó ở một cái khía cạnh khác của vấn đề. Thứ nhất á, là nếu như mà mình nói về chánh kiến thì nói khó nó cũng khó, mà nói dễ nó cũng dễ. Nói khó là khó để cho người ta biết được Phật pháp, khó lắm. Nhưng mà dễ là nhờ ơn Tam Bảo. Thành ra người dân Việt Nam mình phần nhiều là tin vào cái chuyện làm phước, tức là làm phước có phước. Chỉ cần cái suy nghĩ đó thôi thì bản thân nó cũng là tin vào nghiệp và quả của nghiệp ở bậc thấp nha. Sở dĩ sư nói là bậc thấp là bởi vì mình học đạo nhiều thì cái hiểu biết của mình về nhân quả nó sẽ cao cấp hơn. Còn ở bậc thấp thì mình chỉ cần biết là làm cái đó làm phước đi, làm phước có phước, họ chỉ đơn giản vậy thôi. Hoặc là ăn hiền thì lại gặp lành, ở hiền thì lại gặp lành đó, thì
Như thế thì nó cũng là một dạng tin nhân quả. Đây cũng là một dạng chánh kiến. Quý vị biết là một người như thế, cho dù họ không có quy y Tam Bảo thì họ vẫn hoàn toàn có thể sanh thiên ha, hoàn toàn có thể sanh thiên. Như là các cái ngoại đạo vào thời Đức Phật ấy. Một số ngoại đạo thì họ vẫn sanh thiên được. Do đâu? Do họ tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Cho nên đó là cái chuyện đầu tiên mình khuyến khích những người lạc vô nhân, đó là làm phước đi con. Làm phước có phước. Chỉ cần mà họ tin như vậy thì họ cũng có thể chuyển được cái nghiệp, gọi là mình gieo cái nhân trí tuệ. Cái thứ trường hợp tiếp theo là các cái lạc vô nhân mà ở cõi trời vô tưởng thì thôi dẹp qua một bên. Nhưng mà ở cõi người, những trường hợp lạc vô nhân thì đối với sư thì hầu hết là mình có cơ hội. Cơ hội đây là gì? Tại vì các cái trường hợp như là mù câm điếc thì họ vẫn có cơ hội đến chùa, họ vẫn có cơ hội nghe pháp. Một số nơi ví dụ như là vừa cách đây cũng khá lâu, sư có đi đến cái chùa ở ngoài Đồng Nai á, là cái cô thí chủ á, cổ làm phước cho cái hội người mù và cổ cho những người trong hội người mù đến để nghe pháp. Phải nói là khi mà sư thuyết pháp với họ, nó cũng khó lắm. Tại vì sư biết là với cái tâm tư tâm tình của họ mà mình nói làm sao để họ có thể nghe được giáo pháp vào đầu á, nó khó vô cùng. Nhưng mà không phải là không thể. Có thể, khó nhưng mà có thể. Mình đừng nghĩ là người mù thì họ họ chịu nghe pháp nha, không phải, chưa chắc. Cái tâm tình của họ đó nha, nó có khi nó sẽ cản trở họ trong cái chuyện nghe pháp. Xin lấy ví dụ, xin nói về cái chuyện bố thí. Họ có thể họ bỏng sẻn, họ nghĩ chỗ bây giờ tôi nghèo quá, có tiền cho tôi chứ còn bây giờ kêu tôi cho tiền là làm sao. Có nha. Rồi khi mà sư nói cái chuyện giữ giới đi, họ nói trời ơi, bây giờ tôi nghèo quá mà cái giữ giới sao tôi sống. Nó vậy đó. Cho nên là sư phải dò, phải nói là dò đài á, dò làm sao để mà nói để họ có thể họ nghe, họ tiếp thu, họ chấp nhận được cái quan điểm giáo lý của nhà Phật. Sư phải dò. Cho nên là được thì được chứ không phải không được, nhưng mà không phải là chuyện đơn giản. Còn những cái người mà điên á, những người mà khờ khạo thì sư có kinh nghiệm, sư đã trải nghiệm rồi. Là hồi chùa hồi xưa ở đây có một chú, mà chú bị bệnh đau, quý vị biết mà, đau thì đầu óc nó giống như đứa nít vậy đó. Nhưng mà lạ lắm, cái bạn này á là bạn kinh thuộc hết nha, thuộc kinh. Không biết bạn có hiểu hay không thì mình không chắc, nhưng mà bạn thuộc là bạn thuộc á, thuộc giỏi hơn là nhiều ông sư nữa. Nhiều bài kinh xin thưa là sư không thuộc, ổng thuộc á. Ổng thuộc kinh nha. Tụng kinh Pali đàng hoàng chứ không phải là tụng kinh thường đâu, tụng kinh Pali đàng hoàng á. Rồi khoái đắp y lắm, suy nghĩ chắc hồi xưa cũng ông sư á, mà do cái ác nghiệp thành ra giờ vậy. Ông khoái đắp y lắm mà không có cho sư, làm sao dám cho mấy cái y cho ông đắp. Mà quý vị biết ông làm gì không? Ông lấy cái mền á, ba cái mền mà mền bông, ông lấy cái mền ông đắp thành cái y, ông đi vòng vòng vậy đó. Ta cười quá trời cười, nhưng mà ông có cái sự kính, kính Tam Bảo có. Thì rồi ở chùa cũng phục vụ này nọ, cũng làm phước này nọ kia đó, rồi ai muốn nghe giảng pháp ông ngồi ông giảng cho nghe. Thì đó là để sư nói á, là ngay cả trong trường hợp mình là lạc vô nhân á, thì mình vẫn có cơ hội. Cái cơ hội đây là gì? Đó là mình hãy làm tất cả các cái điều thiện có thể, tất cả các điều phước có thể. Và làm xong thì tốt nhất là có ai đó hướng dẫn họ,
nguyện, mình nắm tay mình chỉ cũng được, ví dụ như nguyện nguyện cho con, rồi nguyện cho con, nói đi nói đi con, nói đi nói đi nói đi, à nói nguyện cho con, rồi nguyện cho con, rồi đời sau, rồi đời sau ha, đời sau, đời sau, nói đi nói đi, đời sau con có trí tuệ, con có trí tuệ đó. Tức là mình ráng mình làm sao đó để cho họ mở miệng họ nguyện được á. Đương nhiên trước đó họ phải làm phước nha, rồi sau đó họ mở miệng họ nguyện được á, thì có cơ hội xoay chuyển. Bởi vì khi họ nói là họ đã có cái chủ ý rồi, nhưng mà cái chủ ý đó thì mờ nhạt ấy, nhưng mà nói gì thì nói thì nó vẫn là một cái nhân duyên tốt, thì biết đâu sau này họ có thể chuyển nha. Còn như trường hợp Đại Đức Kể Tường nói mình có sanh về cõi trời mà mình tà kiến rồi mình rớt lại, thì theo sư thì đó chúng ta nên để nó vào một cái khía cạnh khác, ở một cái vấn đề khác, đó là khi mà chúng ta không có chánh kiến thì cái con đường luân hồi của mình nó xa dữ vậy, mình trở thành kẻ ngu trong Phật giáo, như trong pháp cú đường dài đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Và đó là cái câu trả lời của sư, và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.